Úc xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video về bài thất nghiệp lần này của Úc nha. Ngày hôm nay là Úc nói về một vấn đề nữa chắc nhiều bạn quan tâm, đó là trong thời gian làm căn cứ gắn chip, lỡ may bị mất chứng minh dân gốc thì có làm được hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc là để khai báo việc làm hàng tháng không các bạn? Thì cái vấn đề này các bạn cùng theo dõi video của Úc nha. Thì như các bạn cũng đã biết, một bộ hồ sơ hoàn chỉnh khi mà các bạn lên làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các video Quốc hay nói bao gồm quyết định thôi việc, chúng ta đi photo công chứng nếu như các bạn muốn giữ lại quyết định thôi việc gốc để các bạn hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau này nha các bạn. Thứ hai đó là giấy chứng minh photo, thứ ba là sổ bảo hiểm photo. Đó là ba cái hồ sơ chính nha các bạn. Như các bạn biết thì hiện tại chính phủ quy định là chúng ta phải là làm chứng minh nhân dân gắn chip để thay cho chứng minh nhân dân 9 số hoặc là 12 số bây giờ. Nhưng mà trong cái thời gian mà các bạn chờ cấp chứng minh nhân dân gắn chip á, lỡ như các bạn bị mất chứng minh nhân dân thì các bạn đang lo lắng là có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không, hoặc là đến thời gian mà các bạn đi lên khai báo việc làm hàng tháng rồi các bạn không biết làm như thế nào. Vấn đề này là được Quốc nhờ trợ giúp các anh chị ở trung tâm dịch vụ việc làm nha các bạn. Thì các anh chị ở đây để đưa ra hướng giải quyết như thế này: nếu như các bạn mất chứng minh nhân dân gốc mà các bạn còn chứng minh dân photo, thì bạn cầm lên những bạn, khi đi các bạn cầm theo đó là giấy phép lái xe. Mà giấy phép lái xe bạn chú ý cho mình là có hình trên đó nha các bạn, hình phải rõ. Để lên đó họ sẽ căn cứ vào giấy phép lái xe đó, họ đối chiếu thử là xem cái mặt của mình nó giống hay không nè. Nếu như các bạn mất luôn giấy phép lái xe, đã không còn cái giấy tờ nào để chúng ta đối chiếu nữa, thì bắt buộc các bạn phải làm một cái giấy xác nhận tại địa phương nơi bạn sinh sống nha các bạn. Giấy xác nhận này nó thì theo mẫu quy định, thì một tí nữa sẽ up lên cái mẫu giấy này để cho các bạn xem. Nếu như bạn nào mà gặp trường hợp này thì bạn bổ sung cho đầy đủ giấy tờ. Tại vì các bạn biết là hưởng trợ cấp thất nghiệp nó chỉ có thời gian quy định, đó là trong vòng 3 tháng, và trong cái khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày thì các bạn phải lên khai báo việc làm hàng tháng theo khoảng thời gian quy định. Thì Quốc cũng xin nhắc lại cái vấn đề mà nếu như các bạn nào mà không may bị mất chứng minh nhân dân mà trong thời gian để làm căn cước công dân gắn chip nhưng mà còn giấy chứng minh nhân dân photo, thì các bạn chỉ cần mang theo thêm cho Quốc đó là giấy phép lái xe có hình ảnh rõ ràng nha các bạn. Nếu như bạn nào mất luôn giấy phép lái xe thì các bạn bắt buộc phải làm một tờ xác nhận tại địa phương các bạn nơi sinh sống. Có một tờ xác nhận đó các bạn đem xuống cho bảo hiểm thất nghiệp để trong lúc các bạn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc là khai báo việc làm nha các bạn. Các anh chị dưới đó sẽ giải quyết cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn không may mà chúng ta không còn gì nữa mà các bạn cũng không làm được tờ giấy đó thì xin chia buồn của các bạn. Đến đây Quốc cũng xin tạm dừng video này. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh và ủng hộ để xem được nhiều video về bài thất nghiệp người Quốc nha. Quốc xin chào và hẹn gặp lại các bạn.